gì cho bạn trai với 100.000 nhân dịp hai vạch không phải mình mà là bạn trai mình dương tính với Covid, ở nhà nhiều, lại chơi game cho mà xem. Phải kiếm trò gì khác để đỡ cắm mặt vào máy tính mới được. Ok, cho trò xem hình. Đây là bộ xếp hình mini có giá 60.000. Hình mẫu dán ngay trên vỏ hộp. Mình chọn cho bạn trai hình vũ trụ, chả biết gọi nó là cái gì. Ngoài ra còn có hình tranh Van Gogh, phong cảnh hoạt hình các kiểu. Bộ này có 234 miếng. Lần đầu tiên mình thấy miếng xếp hình bé như này đấy. Nhà nào có trẻ con thì lưu ý nhá. Trong này có luôn một cái nhíp cho dễ thao tác, dùng tay còn dễ hơn ý. Miếng ghép dày dặn cứng cáp, các mối ghép khá nuột, vừa khít lỗ các bạn ạ. Bộ này nhỏ gọn, mang đi rất tiện, xếp hình mọi lúc mọi nơi, chơi cái này quên hết cả thời gian. Đây là thành quả sau khi xếp hình. Một bức tranh 10x15cm. Các bạn có thể đóng khung nếu muốn, không thì phá ra chơi lại từ đầu. Bộ này có thể mua ở Moji, nhưng mình chọn Shopee. Cứ tìm từ khóa bộ xếp hình mini là ra cả một huyện. Bây giờ mình sẽ gửi tặng bạn trai. Chúc anh mau khỏe và tìm đúng mảnh ghép như là tìm thấy em.